Dhamma sovana kalo ayam badanta Dhamma sovana kalo ayam badanta Dhamma sovana kalo ayam badanta Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đệ tử kính nghiêng thân khẩu ý trong sạch làm lễ Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Do nhờ oai đức của Tam Bảo, xin gia hộ cho toàn thể thiện nam tín nữ hiện diện nơi đây được năm điều hạnh phúc: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ. Mong cho năm điều này thường hành gia tăng đến toàn thể chư quý Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời pháp lễ hôm nay, sư tiếp tục đề tài các điều trước đã giảng cho Phật tử nghe, đó là nói về cách thọ trì hạnh giới của người tại gia cư sĩ. Và hôm nay là chúng ta nói về cái giới thứ năm, là giới cuối cùng của ngũ giới. Đó là giới uống rượu và các chất say. Trước nhất á, thì có một số Phật tử ở đây thì cũng đã biết sinh giới bằng tiếng Pali, tức là tiếng Phạn. Thì sư đọc cho quý vị nghe lại. Thì cái câu đó là Surame Raja Machapapma Dakana Veramani Sikha Padang Samadhyami. Thì cái câu quan trọng đó là câu Surame Raja Machapapma Dakana. Nó được phân tích ra, viết tự ra thì chữ su ra tức là rượu, mê ra chắc tức là chất say, mê ra chắc tức là chất say, bắp ma đắc tha là cái người uống rượu, đắc tha nó là bị, người bị, ở đây muốn nói là người bị say rượu. Như vậy thì Surame Rajapapma Dakana là người bị uống rượu hoặc chất say và bị say. Veramani là dân giữ hành theo, tức là tránh xa nó, tránh xa không uống nó, không uống rượu các chất say. Thì trước nhất là sư định nghĩa cái chữ say. Thưa quý vị, chữ say á, cái từ Phạn ngữ chúng ta đọc là mê rajap. Mê ra chắc dịch ra tiếng Việt của ta là sai. Thì cái nghĩa của chữ sai theo cái nghĩa thông thường nhất, cái chữ sai này là thì nó thể nói là một từ thôi, nhưng mà nếu nó là một cái từ ghép thì nó cũng rất là nhiều nghĩa. Nhưng nếu nó một từ thôi thì chữ sai này, cái nghĩa thông thường của nó đó, cái nghĩa thông thường đó là ngây ngất, là choáng váng, là choáng váng, là mê mẩn. Hay nói một cách rộng ra hơn đó là mất, là không có bình thường, không có tỉnh táo, mà coi là mất quân bình hay là mất lý trí. Thì ở trên đời này có thể nói rằng, nói riêng về uống rượu thì chúng ta hiểu rồi, và chắc sai chúng ta hiểu rồi. Thì chữ sai thì trên đời này thì nói về cái uống rượu thì chúng ta hiểu rồi. Nhưng mà chữ sai này sư đã nói rất là nhiều nghĩa. Thì cái chữ sai này qua những cái mặt khác, chữ sai này mà qua những cái mặt khác thì chúng ta cũng đã hiểu được. Ở đây chúng ta không có đóng khung đơn giản cái lời, cái giới này thì đóng khung nó là chất sai, là rượu và chất sai. Nhưng mà rộng ra đó thì chúng ta nhiều cái, ở trên đời này chúng ta nhiều cái sai lắm quý vị, nhiều cái sai lắm. Thí dụ như là sai mê, mê sai, sai đắm, sai tình, dân dân. Thí dụ như là ông Nguyễn Du, ông có là
hương vì nết mà sai vì tình, chẳng hạn vậy. Thì cái chữ sai này nó đa dạng lắm. Mà quý vị biết á, uống rượu hay là chất sai, nó sai rồi nó làm cho ta ngất ngưỡng rồi, cho ta chóng váng rồi, cho ta mê mẩn rồi. Nhưng mà có những cái, sai khác á, nó cũng tai hại không khác gì rượu, mà nó làm cho chúng ta không còn tỉnh táo được. Chúng ta không còn tỉnh táo nữa mà chúng ta lại mất đi cái tỉnh giác, mất đi cái tỉnh giác chúng ta được. Chúng ta tắm chìm trong cái sai đắm đó, chúng ta tắm chìm, dắt dẫn chúng ta đi xa càng ngày càng xa. Thì như vậy, nói như vậy để cho quý Phật tử được hiểu, nghĩa là nói về cái nghĩa gần nhất trong cái giới thì chữ sai này có nghĩa là sai rượu và chất sai. Nhưng mà nói nghĩa rộng á, thì chúng ta sai nhiều mặt trong cuộc đời của chúng ta lắm. Cho nên nếu mà bỏ được chữ sai đó thì ngoài cái uống rượu ra, nếu người nào không có uống rượu mà chúng ta bỏ được những cái sai ở trên cuộc đời này, về mỗi mặt tài kinh danh lợi, thì chắc chắn rằng con đường tu Phật của chúng ta nó sẽ thành đạt được kết quả tốt đẹp. Cho nên nhiều khi đó quý vị biết có sư nói thì đâm ra nghe nó kỳ kỳ. Phật giáo chúng ta có cái biểu tượng giải thoát, đó là cây hoa sen. Chiều nào cũng vậy, sáng cũng như chiều, thỉnh thoảng ngày nào cũng vậy, sư điều ra nó múc nước tưới vô cái hồ sen, cái chậu sen đó quý vị, và ngắt đi những cái bông sen nó tàn, là ngắt đi những cái lá nó úa, nó rã mục đi. Rồi sư làm như vậy đó thì sư mới ngồi, sư đứng đó mới sư mới nghiền ngẫm. Sư nhìn cái bông sen nó vượt nước, nó đưa lên, nó trổ hoa, nó rải tản mùi hương, giống như là một bậc A-la-hán, một bậc đã giải thoát được. Nhưng mà sư nghiền ngẫm lại cuộc đời tu hành của mình thì thấy thưa vị, làm cái hoa sen không phải dễ đâu. Không phải dễ đâu. Tại vì vượt từ bùn nhơ nước bẩn, vượt từ tội lỗi xấu xa đê hèn của kiếp sống nhân sinh, vượt tất cả những cái say mê đắm chìm trong cuộc sống này để mà tỉnh táo, mà từ bỏ cả mà được vượt lên, quả thật không đơn giản. Nó không đơn giản từ cái nhỏ nhặt trong cuộc sống cho đến những trên mọi mặt, mà từ cái nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống cho đến những cái rộng lớn bao la. Khó lắm quý vị. Nhiều khi sư đứng trước cái chậu sen, sư xin lỗi cho, sư nói thôi không biết làm sao. Đương nhiên người tu Phật thì ai cũng mong mình sẽ là một cái sen trong tương lai ngày mai, sẽ là cái hoa sen trong tương lai ngày mai. Thôi bây giờ trước mắt ước gì, ước gì thôi, ước gì một cách nhẹ nhàng nhất là mình lá sen nằm trên mặt nước cũng đỡ hơn rồi. Nó không có chìm ở trong cái bùn dơ nước đậm, nên nó vượt được lên, nó nằm ở trên cái mặt nước thôi. Mặt nước dơ á, vượt khỏi bùn, vượt khỏi mặt nước dơ, nó nằm lên trên và nó vượt lên trên chút xíu thôi. Ta cũng thấy đã hoan hỷ với cuộc đời tu hành rồi. Nói như vậy để nhắc nhở Phật tử, chúng ta đi tu, người tu Phật chúng ta lấy cái nhân quả, cái là lấy cái nghiệp làm chuẩn để soi rọi hết mọi cuộc sống, mọi bình diện trong cuộc sống, từ trong gia đình đến ngoài xã hội, từ cái mối quan hệ này đến các mối quan hệ khác trên mọi mặt. Ta lấy cái trí tuệ, ta soi cái nghiệp để thấy nhân quả, thì từ đó sẽ giúp cho chúng ta nhận chân được thật tướng của cuộc đời, mà chúng ta mới từ đó chúng ta mới lánh giữ lành lành. Một khi đã lánh giữ được lành rồi thì bây giờ chúng ta mới có thể giữ giới trong sạch được. Giữ giới trong sạch được thì đó là cái điều mà hôm nay sư nói với vị, là mới sư nói về cái định nghĩa về cái chữ sai. Thì chữ sai trong nhà Phật là định nghĩa vậy. Thì cái giới uống rượu và chất sai này á, thì nó gồm có nghiệp, chi, cách và cụ thể. Thế thì nói về nghiệp thì nó có bốn chi của nghiệp, bốn phần chứ, bốn phần của nghiệp. Mình uống rượu và chất sai, mình uống rượu và chất sai khuyến khích người ta, biểu người ta uống rượu và chất sai, vui khích
vui thích trong sự say sưa rượu và chất say, và tán thán rượu và chất say, tán thán cái sự uống rượu hoặc uống chất say. Quý vị có đồng ý gì không? Cái gì đó bây giờ mà nói về vui thích và tán thán sư nhớ, sư nói lên cho quý vị nghe, sư nhớ quý vị mà luôn cả cái tai hại của nó nữa. Thì ngày xưa đó, cái hồi chế độ cũ á, sư nhớ cái nghệ sĩ Hùng Cường, ông ta hát cái bài mà sư không nhớ cái tựa là gì, nhưng mà sư nhớ một vài câu đầu là uống rượu mà không say nào hay, uống rượu mà không say nào mê, nào ta cùng uống, ta tìm về bên ly rượu cay, đất trời còn quay ta còn say. Rõ ràng là tán thán, tán thán cái uống rượu. Để mà nghệ thuật quá cái uống rượu, là thành một cái biểu tượng đẹp làm cho người ta ấm chìm say mê trong rượu. Rồi nói về đó là nói về bài nhạc. Còn nói về thơ thì quý vị nhớ là ngày xưa sư nhớ là nhà thơ Vũ Hoàng Chương cũng có những cái dần thơ mà nói về say. Sư đọc, sư nhớ một đoạn nào sư đọc đến đoạn đó thì nghe thôi. Ví dụ như là cái này không biết là sai này, là sai này, cái này vừa là sai rượu mà vừa là sai tình. Sai đi em, sai cho lơ lả ánh đèn, cho cung bậc ngã nghiêng, cho điên rồ sắc thực. Rượu nữa, ta quá sai rồi, sắc ngã màu trôi. Đó là cái câu thơ của nhà thơ Vũ Hoàng Chương ngày xưa. Còn nói về đạo Phật chúng ta thì chúng ta biết rồi. Sai xưa ngã gió đi xuyên, nằm bờ té bụi như điên khắc nào. Thì thưa quý vị, trong kinh đó Đức Phật nó có 8 hạng điên. Điên vì tình, điên vì tham, điên vì sân, điên vì si, điên vì mật sao đậm, điên vì bị quỷ nhập, điên vì rượu, và điên vì gặp một sự cố bất ngờ. Đó là 8 pháp đưa đến điên. Mà một trong 8 pháp đó là sai, sai rượu. Vậy sai rượu thì tương đương ngang bằng với người điên. Nhất là trong kinh thì Đức Phật nói là mất tánh, mất lý trí. Như vậy rõ ràng. Rồi ông ngoài đời á, ông ngoài đời đó là nói là ngàn xưa tới ngàn nay, nói câu nam vô tủ mà như kỳ vô phong, đàn ông mà không biết uống rượu như cờ mà không có gió nó rủ đi. Thì rõ ràng tất cả những cái gì đó đều là thuộc về cái diện đời là tán thán cái sự say, sự uống rượu và các chất say, vui thích tán thán. Như vậy thì người Phật tử chúng ta nhớ rằng ta không uống rượu, nhưng mà ta xúi dục người khác, ta khuyến khích người khác uống rượu, ta cũng phạm nghiệp. Và tôi ta vui thích cái sự uống rượu cũng là cái nghiệp, mà ta tán thán sự uống rượu cũng là cái nghiệp. Cho nên rượu và chất say nó có 4 nghiệp. Mình uống rượu và chất say, xúi dục gọi là khuyến khích người khác uống rượu và chất say, vui thích trong sự say đa, say rượu, say đắm men rượu, và tán thán cái sự say đắm rượu, tất cả đều là nghiệp hết. Thì đó giờ sư nói về cái nghiệp uống rượu. Về nó chi, về chi thì thưa quý vị, nghiệp rượu và chất say nó có 4 chi. Chi thứ nhất á, rượu hoặc chất say, đó là chi thứ nhất. Tính uống là chi thứ hai, ráng sức uống là thứ ba, và đã uống rồi là thứ tư, là chúng ta phạm. Bởi vậy cho nên ở đây sư thường hay nhắc nhở, sư hay nói những người Phật tử thuần thành đó, coi vậy chứ quý vị thấy giữ giới khó lắm, khó lắm, không phải dễ đâu. Tại vì tại sao mà sư nói khó? Bởi vì quý vị là người cuộc đời, mà trong cuộc đời thì lẫn lộn hết sự sai lầm. Thì dù cho là mình là Phật tử, nhưng mà theo cái tập quán, theo cái môi trường xã hội, nhiều người đó phải vì Phật tử lâu năm lắm, nhưng mà khi mà dựng vợ gả chồng cho con, mà hai bên xu gia gặp nhau ngày cưới ngày hỏi gì đó, thì phải uống miếng rượu, rượu lễ, rượu cúng, rượu gì đó, phải uống, phải nhấp môi, phải uống cái này.
hoặc là làm đám cưới tiệc tùng này kia rồi đó, cũng phải nhấp một chút vậy. Cho nên chúng ta vì cái, chúng ta vì cái lễ nghĩa, chúng ta vì cái môi trường xã hội mà nó ép buộc chúng ta, mà chúng ta phải chiều theo nó. Thì như vậy rõ ràng là chúng ta chưa có cứng rắn, chưa có cương quyết để dứt bỏ được. Cho nên cái về cái chi của rượu và chất sai là ta có bốn chi. Về nói về cách thì thưa quý vị, về cách đó, thì nói về cách rồi nó có như sau. Nói về cách đó, thì đó là uống rượu và uống chất sai. Nếu ngừng ở đó thì quá dễ rồi. Thì ở đây chúng ta còn phải cụ thể thêm nữa, đó là buôn bán rượu và chất sai, mua bán rượu và chất sai. Cho nên đối với người tại gia cư sĩ, Đức Phật dạy chúng ta xa lắm năm cái nghề không tốt. Một là buôn bán thú vật, hai là buôn bán người, ba là buôn bán rượu, bốn là buôn bán vũ khí, năm là buôn bán thuốc độc. Năm cái điều này Đức Phật khuyên người tại gia cư sĩ, tức là người Phật tử chúng ta nên xa lắm năm cái nghề này. Bởi vì nếu năm cái nghề này mà dù cho làm ở quốc độ nào mà nó mang cái luật pháp của quốc độ nó cho tính là hợp pháp, ví dụ như bán rượu là hợp pháp thì chúng ta bán rượu, vì luật pháp ở quốc gia đó cho phép bán rượu, chúng ta bán rượu. Vậy thì chúng ta bán rượu thì chúng ta có lời, chúng ta có lời đó thì thưa vị, chúng ta mua mạng trơn chánh, nghề nghiệp chúng ta trơn chánh, vì cái xứ đó họ cho phép bán rượu, thì nghề nghiệp trơn chánh mà cũng là chánh mạng luôn. Như thật thế ra đó, thì cái nghiệp này không có chân chánh đối với nhà Phật chúng ta. Vì chúng ta cung cấp cho những người chất rượu, rượu và chất sai, làm cho người ta điên đảo con người chúng ta, thì chúng ta cũng phạm. Chúng ta cũng phạm. Thế thì sư nói như vậy để cho quý Phật tử được rõ. Và nói về cụ thể thì ở trong kinh có nói rằng về chất xa chứ về rượu thì có năm thứ làm nên rượu. Đó là rượu làm bằng bột, rượu làm bằng bánh, rượu làm bằng cơm, rượu làm bằng men, và rượu làm bằng các thứ trộn lại. Đó là nói về rượu. Về chất sai thì Đức Phật dạy rằng cũng có năm cái thứ thành tựu nên, hình thành nên chất sai. Thứ nhất là chất sai làm từ bông hoa. Thì sư cũng không biết là bông hoa nào mà làm nên chất sai, nhưng mà trong kinh thì có nói có chua đó, là chỗ đó, là chất sai làm bằng bông hoa, đó là bông hoa, hoa bông, bông cây khúc nốt. Bông cây khúc nốt thì làm được thành chất sai là một. Chất sai làm bằng trái cây là hai. Chất sai làm bằng mật ong là ba. Chất sai làm bằng nước mía, bằng mía là bốn. Và chất sai bằng các thứ ấy trộn lại. Đó là cụ thể 10 cái. 5 cái thuộc về rượu và 5 cái thuộc về chất sai. Thế thì nguyên nhân nào mà làm cho người ta sai đắm rượu và chất sai? Thì thưa quý vị, Đức Phật dạy rằng cái bản năng con người mình có 3 điều mà không biết chán. Mà những đêm đầu đà của chùa đây thì sư thường hay giảng cho Phật tử. Đức Phật dạy là có 3 điều có người ta không biết chán. Dù cho nó trắc trở cỡ nào, dù cho nó đau đớn tới nào, dù cho nó khổ ải tới độ nào, người ta cũng không chán. Người ta chán á, là chán đến, ở đây muốn nói là cái chữ chán này á, là muốn nói là cái số đông. Trong đó có cá biệt là số ít người ta từ bỏ được, nhưng mà thường thì là số đông. Thì Đức Phật dạy có 3 điều không chán. Một là uống rượu không biết chán. Ngày xưa đó cái gì mình không nói trời Âu, mình nói trời Á mình thôi. Và nói trời Á mình nói dùng tâm không Á. Mà nói Đông Á thì mình nói Đông Phương, Đông Dương. Mà nói Đông Dương thì nói xứ Việt Nam. Ngày xưa thì đàn ông uống rượu thôi, nhưng mà bây giờ đó thưa quý vị, người phụ nữ uống rượu cũng chẳng thua gì người đàn ông. Người bây giờ, thế hệ bây giờ, người phụ nữ uống rượu cũng là cao thủ võ lâm, không khá thua gì đàn ông đâu.
Mà quý vị uống rồi đó, say sưa ngã gió, đi xuyên nằm bờ té bụi như điên khắc nào, rồi mà say quá mà ta ói tới mặt xanh, ói nôn cáo ta ói tới mặt xanh, tỉnh táo lại đàng hoàng hết, rủ uống nữa không? Uống, vẫn tiếp tục uống. Cho nên Đức Phật nói rằng cái bản năng con người có ba thứ mà người ta không biết chán. Một là uống rượu, hai đó là cái sự quan hệ tình dục. Ngày xưa thì mình nói là quan hệ nam nữ, rồi bây giờ nó đã là có cái giới thứ ba rồi, có cái giới tính thứ ba rồi thì đó là quan hệ tình dục, người ta không biết chán. Người ta không biết chán, đó là cái thứ hai. Cái thứ ba đó là ngủ, người ta không chán. Đức Phật nói là có ba điều không biết chán, là uống rượu, hành dâm và ngủ. Đó là ba điều mà chúng sanh không biết chán. Đó thì đó là cái nguyên nhân đó, xuất phát từ cái bản năng. Thì trong kinh mới là nguyên nhân nào có rượu hoặc chất say. Thì đầu tiên là nói về cái chất say trước, quý vị. Thì trong kinh có nói rằng một thời xa xưa, thời cổ xa xưa, ở trong rừng núi đó, quý vị, thì có những cái cây cổ thụ nó cao, nó to. Rồi thời gian nó bị con này con nọ ăn sao nó khuyết đi. Đó, như cái cây nó khuyết, nó có cái lỗ như vậy nè, nó có cái lỗ hổng như vậy. Rồi trời mưa xuống thì cái thân cây đó nó có cái lỗ hổng như vậy đó, thì nó chứa nước mưa, nó chứa nước. Rồi cây này cây nọ, cái trái này trái nọ nó rớt ra, nó rớt đâu không biết, rớt vô trong cái lỗ đó. Rồi các cái con chim á, nó tha trái cây nó ăn rồi kia, nó cũng vô đó, nó bỏ vô đó. Một thời gian sau á thì cái nước đó nó hòa hợp cái trái cây đó, cái cây đó thì nó trở thành là cái chất say. Thế là có những con chim hay cái gì đó nó khát nước á, nó lại ra nó uống, thì nó uống nó ngã, nó lăn đùng rớt. Thì những người đi săn mới thấy, mới lấy làm lạ, tự xôm mà nó đậu sẽ tết á, rồi tự nhiên lăn đùng xuống đó. Thế thì mấy người thợ săn mới leo lên cái cây đó, lại nghe cái bọng đó, hay là cái lỗ hổng nó bọng đó, thì thấy rằng trong đó là có nước. Bạn chim mà nó vô đây nó uống, nó rớt xuống cái đùng. Thì mấy người thợ săn nó mới nếm thử coi, thì thấy nó chua chua ngọt ngọt hay sao đó. Thì mấy người uống vô thì thấy nó lăn, trời đất nó quay cuồng. Thấy nó đã vậy đó. Từ đó về sau người ta mới bắt đầu để ý, và từ đó mới bắt đầu có chất sạch. Thì cái đoạn kinh này thì chưa nhớ, chỉ có thấy cái đoạn kinh này thôi. Còn về phần đoạn rượu thì chưa không có nghe, không thấy, chưa có tới hay sao là chưa thấy đề cập tới. Thế thì sư nói về nguyên nhân rồi. Thì thưa quý vị, cái nguyên nhân đó là như vậy rồi, thì cái hậu quả của nó như thế nào? Nói về cái hiện tại đó, thì Đức Phật nói cái hậu quả nó gồm có 6. Gồm có 6 điều. Thứ nhất, rượu uống chất say, thứ nhất là tốn tiền. Thứ hai á, rượu vào thì lời ra, thế là gây lộn, gây gỗ nhau, gây lộn là cái thứ hai. Thứ ba, uống rượu quá thì bị bệnh tật, nhất là bệnh sơ gan cổ trước, đó là cái thứ ba. Cái thứ tư đó quý vị, là cái người mà uống rượu á quý vị, mất nhân cách, không còn nhân cách, tức là không còn uy tín, không còn là một người mà uống rượu say sưa, một người cha, một người chồng, hay một người mẹ mà ở trong một gia đình mà say sưa rượu chè thì không phải là tấm gương tốt cho các con cháu, không là tấm gương mẫu mực cho các con cháu, và lời nói của những người đó khó ai mà tin. Mà quý vị biết không, uống rượu rồi là uống nhiều rồi gì, càng uống nhiều chừng nào đó thì thưa quý vị, càng ngày càng bệnh nặng chừng nấy. Mà đầu á thì còn siêng năng, mà sau á thì lười biếng quý vị, nó bạc nhược cơ thể, nó làm cho lười biếng, rồi công ăn chuyện làm nó bắt đầu lụng bại từ từ. Đó là cái mất nhân cách. Cái thứ năm đó là gì? Là không biết hổ thẹn, như là lời trong kinh mà quý vị sám hối, quý vị vừa đọc á. Người sai nó thì sai xưa ngã gió đi xiên, nằm bờ cát bụi như điên khắc. Rõ ràng chúng ta đang ngồi đây, tất cả chúng ta đều tỉnh táo hết. Thế chúng ta ăn cái gì vô
mà làm cho chúng ta khỏe khoắn, làm cho chúng ta tinh thần minh mẫn. Nhưng mà chúng ta ăn gì, chúng ta uống gì vô làm cho chúng ta không còn khỏe khoắn, hay là tinh thần chúng ta không còn minh mẫn nữa, chúng ta đánh mất đi lý trí của chúng ta, thì như vậy đó là cái điều tai hại. Mà khi mà cái rượu hay là chất say mà nó vô tới cột đỉnh rồi quý vị, thì nó không còn biết hộ khẽ mắc cỡ là gì hết. Thậm chí nó nằm, nó la, nó hét, nó chửi, nó bới, nó la, nó hét. Thậm chí thưa quý vị, là nó còn xé áo, xé quần, nó không còn biết hộ khẽ. Và cái điều thứ sáu của cái hậu quả của uống rượu đó là gì? Cái điều thứ sáu hậu quả của uống rượu đó là liệt tuệ. Tức là cái trí tuệ này nó bị liệt, không còn thông minh sáng suốt, không còn nhạy bén, không còn giác tỉnh được nữa. Đó là sáu cái điều tai hại của cái nghiệp uống rượu ngay trong đời hiện tại. Nhưng mà nói về cái việc này đó, thưa quý vị, thì cái hậu quả của một trong những nguyên nhân đưa đến những tâm thần phân liệt, tức là những cái một trong những nguyên nhân, sư nói rất rõ nha, đây là một trong những nguyên nhân thôi. Thứ nhất, cái người mà chủng uống rượu nhiều quá quý vị, mà khi mà tái sanh trở lại, chết như là tái sanh, ví dụ nha, tái sanh làm người, người ngu si. Hai là người biến ngát, ngu si biến ngát đần độn. Cái điều đó là còn nhẹ đó quý vị, ngu si nó biến ngát đần độn còn đỡ á, nó bị tâm thần phân liệt. Đó là một trong những nguyên nhân đưa đến cái hậu quả mà cái dòng nghiệp uống rượu này, chất say này dắt dẫn đi. Đó là sư kể cho quý vị nghe tất cả những cái tai hại của rượu và chất say. Nhưng mà nói thì nói vậy khó lắm quý vị, khó lắm. Bởi vì người Phật tử bây giờ mới nói rằng là giữ giới là bình thường quá sư, giờ mình tu phải học đạo lên cao. Đúng, cần phải học nhiều hơn nữa, đi từ thấp lên cao, lên. Nhưng mà cái gì cũng vậy, cơ bản vẫn là giới. Thì xưa thưa với quý vị, ở trong kinh Phật có kể một câu chuyện, đó là nói về Đại Đức Sa-gát-ta. Khi mà Đức Phật thành đạo với cội cây Bồ Đề rồi, và khi mà trong thời gian mà Ngài chưa có về xứ Sakya để mà kế độ quý thuộc, thì cũng có những người, cũng có những vị kỳ kheo thay phiên nhau để tạm thời làm thị giả cho Đức Phật. Thì trong đó có vị đại đức tên là Sa Gát Tắc, Ngài là một vị thị giả tạm thời cho Đức Phật. Một hôm Đức Phật từ cái kinh thành Khất Tha Phiệt của cái xứ Kiều Cắt La, Ngài du hành đến cái thị trấn Phách Đắc, Phách Đắc Vác Ký Ca đó. Thì lúc bấy giờ khi Ngài đến cái thị trấn Phách Đắc Vác Ký Ca đó, thì dân chúng ở trong làng đó mới ra chào Ngài, bảnh lễ Ngài, và mới khuyên Ngài: Ngài ơi, ở đây nó có cái hang kia là hang Am Bát. Cái hang này có một con rắn, con xà vương, nó có thần thông, nó dữ dằn lắm. Và bên đó cũng có những vị ẩn tu, những vị đạo sĩ tu. Xin Ngài đừng có đến đó, vì con xà vương này nó dữ lắm. Thì người Phật tử khuyên Đức Phật ba lần như vậy, Đức Phật cũng làm thinh. Và Ngài vẫn tiến bước đi tới gần cái hang Âm Bắc. Khi tới gần rồi đó, thì Đức Phật mới ngồi dưới cội cây. Thì lúc bây giờ Đại Đức Sát Gác Tát, Ngài mới lấy cái chiếu cỏ này, Ngài trải trước cái hang của hang Âm Bát, Ngài ngồi đó. Thì xin thưa quý vị này, Đại Đức Sa Gát Tát, Ngài vẫn còn là phàm phu tục tử, nhưng Ngài đã là bậc cao nhân, tức là Ngài đã đắc được tứ thiền. Mà trong cái tứ thiền đó, Ngài đắc được ngũ không. Mà trong cái ngũ không đó, Ngài đắc được thành không. Cho nên khi mà Ngài trải, Ngài ngồi thì nhập định trước cái hang Âm Bát như vậy, thì cái con xà dương nó thấy vậy, nó tức, nó nổi cơn hung ác lên đó, thì nó bắt đầu phun khói. Thì khi mà nó phun khói như vậy á, thì Ngài nhập định về lửa, Ngài cũng phun khói lại nó phun khói Ngài, Ngài phun khói nó. Cái là nó tức quá, nó phun lửa Ngài, thì Ngài cũng nhập định về quả, Ngài phun lửa lại nó. Cuối cùng cái lửa của Ngài, cái lửa của nó thì không hại được Ngài, vì Ngài đang trong định mà, trong thiền định mà. Còn cái lửa của bậc cao nhân, lửa của định này á, thì
thì lại làm cho nó bị khiếp sợ. Cuối cùng thì Ngài Sakaka thu phục được cái con xà dương này. Thế rồi sau đó, thì Đức Phật và Chư Tăng cùng với Đại Đức Sakaka mới đi về cái xứ Kiều Thủ Di. Thì cái tiếng đồn lan rộng ra, cái tiếng đồn lan rộng ra là con xà dương rất là dữ dằn, mà thị giả của Đức Phật là Ngài Sakaka chế phục được con xà dương này. Cho nên khi mà dân chúng ở Kosambi, tức là Kiều Thượng Di đó, mới ra đảnh lễ Đức Phật rồi đó, mới đảnh lễ Ngài, đảnh lễ Đại Đức Sakaka, mọi người đều khen tán dương Ngài lắm. Thì thưa quý vị, khi mà tán dương như vậy rồi đó, thì một số Phật tử đó, một số đem phải Phật tử, một số người dân đó, mới nói bạch Ngài, cái gì mà Ngài cần, mà Ngài thấy khó, thì Ngài nói chúng tôi sẽ đáp ứng cho Ngài đầy đủ. Cái là ý Ngài cao quan hỷ với cái tài của Ngài vậy. Cho nên Ngài cũng là trong cứ vật dụng Ngài cần cái gì thì Ngài sẵn sàng tìm kiếm cho được để đáp ứng cho Ngài. Thì Ngài Sakaka làm thinh. Bây giờ có 6 vị kỳ kheo là một nhóm đó. Mới là đối với người xuất gia ôm mình bát đi khắc thực trì mình đó, thì cứ dùng cái gì cũng có, mà có thứ không được, khó tìm lắm. Hỏi gì? Rượu. Rượu là khó tìm nhất, không ít ai có cúng rượu lắm. Nghe như vậy đó thì dân chúng trong làng đó, rồi chúng nghe lời của 6 vị kỳ kheo đó, cái nhóm kỳ kheo lục sư đó thì mới là chuẩn bị rượu để cúng dường. Thì ngày hôm sau đó, Đức Phật đi bát, rồi Ngài Sakaka cũng đi bát theo. Rồi qua ngày hôm sau nữa đó thì Đại Đức Sakaka đi một mình đó, đi cái ngã này, Đức Phật đi cái ngã khác, thì dân chúng trong hầm mới dâng rượu cho Ngài Sakaka. Dân chúng mới dâng rượu cho Ngài Sakaka. Thì dân cúng như vậy đó, thì Ngài Sakaka mới uống. Khi mà uống lên cái cột đỉnh rồi đó, thưa quý vị, thì Ngài bắt đầu say mềm rồi. Ngài say mềm rồi đó, thì Ngài đi ngất ngửa. Khi đến cái cổng thành đó, thì Ngài nằm té ngửa, nằm ở chỗ, miệng thì nói sản cùng lum cà la hết. Bây giờ Đức Phật đi trì bình khắc thực xong nữa, Ngài khỏi thực xong, Ngài đi về đó, thì tới cổng thành, Ngài mới thấy Ngài Sakaka nằm sai, mà nằm mà la hét nói chuyện cùng lum vậy đó. Mới bảo Chư Kỳ Khu khiêng Ngài đem về chùa. Thì tất cả Chư Kỳ Khu mới khiêng Đại Đức Sakaka đi về chùa. Khi đi về chùa rồi đó, thì mới để Đại Đức Sakaka nằm cái đầu hướng về Đức Phật, cái chân đưa ra ngoài. Thì Ngài Sakaka quay ngược lại, cái đầu đưa ra ngoài, cái chân hướng về Đức Phật. Thì Đức Phật mới nói với Chư Tăng: này các tỳ kheo, trước đây Sakaka có kính lễ Như Lai như thế này không? Mới dạ thưa không. Trước đây Đại Đức Sakaka kính lễ Như Lai không phải là như thế này. Thì Đức Phật mới nói này: này các tôi thầy tỳ kheo có phải chăng Sakaka đã chế phục được con xà dương và bạch thế tôn lúc vậy, thế mà Sakaka không chế phục được con rắn nước, tức là rượu quá quý vị, là chất sai đó, không chế phục được con rắn nước. Tôi nghĩ là Sakaka đã thua cái con rắn nước này rồi, làm cho mất hết lý trí, không còn tỉnh táo được. Từ đó Đức Phật phải ban hành điều luật, đó là cấm tất cả chư kỳ khu sa di không được phép uống rượu và chất sai. Vị nào uống rượu và chất sai phạm ba vật đề, tức là phạm ương đô trị. Đó là điều luật, bắt đầu từ cái điều luật cấm uống rượu và chất sai từ đó. Thì bây giờ người ta lý luận rượu không uống, uống chất sai, uống bia đâu có sao, dần dần thì kia nữa, hay là uống uống cái gì đó, uống gì mà nước mật ong, nước gì đó, dần dần chịu gì, tất cả đều là chất sai. Cái gì mà làm cho chúng ta bị cái chất gì vô mà làm cho chúng ta gọi là ngây ngất, choáng váng, mê mẩn, không còn biết mình, không còn tỉnh giác, và làm những điều càng bậy, thì tất cả những cái đó đều là chất sai hết. Thì như vậy xì ke ma túy cũng là chất sai, vì nó làm cho con người ta mất đi, mất đi cái giác tỉnh đi, không còn biết mình được nữa. Thì sư nói như vậy để cho quý Phật tử được biết. Thì trong cái thế giới của chúng ta đó, Đức Phật dạy có 4 châu, mà hiện giờ cái cõi cái thế giới mà chúng ta đang ở đây gọi là Nam Thị Bộ Châu. Thì cái thế giới một cái cõi một châu á mà khác chúng ta là Tâm Bắc Cù Lưu Châu. Thì dân chúng
ở cái cõi, ở cái châu đó là hoàn toàn giữ gũi hết, hoàn toàn giữ gũi hết. Thì thưa quý vị, giới là cốt lõi của nhân, quý vị nghe cho kỹ nha. Giới là cốt lõi của nhân, là nguyên nhân đó quý vị, cốt lõi của nhân để sanh lên trời người, hướng đến chuyển hóa từ bậc phàm phu tục tử trở thành là bậc thánh. Mà giới cũng là điều kiện cơ bản nhằm xây dựng ổn định và hài hòa nếp sống cộng đồng của con người, đưa đến an lạc hạnh phúc. Đời người tuy ngắn ngủi, và đời người tuy ngắn ngủi mà cuộc sống của con người luôn phải đối mặt với những tai ương khách quan từ bên ngoài đưa vào. Đời người thì ngắn ngủi vậy, nhưng mà cuộc sống của người luôn lúc nào cũng đối mặt với tai ương khách quan. Thí dụ như là bão lụt, phải không? Động đất này kia vân vân, những cái tai ương khách quan. Khách quan là từ bên ngoài đưa vào, chứ không phải mình tạo. Do vậy đó mà chúng ta giảm thiểu được những cái tai ương do chủ quan, những tai ương chủ quan do con người tạo nên, thì nó là một trong những nguồn hạnh phúc đem đến làm thăng hoa cuộc sống của người vốn ngắn ngủi phù du này. Phần đông á, chúng ta giữ giới thì chúng ta cứ đóng khung nó một cách cứng nhắc. Thì sư mới giải thích vì sao chúng ta giữ giới. Quý vị thấy là không sát sanh, nhưng mà chúng ta phải có lòng bi mẫn với muôn loài. Không sát sanh, không giết hại ai hết, nhưng mà người ta khổ, người ta bị, mình nhắm mắt làm lơ đi, bỏ ra, không được. Không sát sanh mà có lòng bi mẫn đối với muôn loài. Không trộm cắp nhưng mà có lòng bác ái với muôn loài. Không tà dâm nhưng mà có lòng hỷ xả với muôn loài. Không giọng ngữ nhưng mà có lòng rộng lượng bao dung với muôn loài. Không uống rượu nhưng mà có lòng tha thứ khuyến thiện đối với muôn loài. Thì thưa quý vị, cực lạc không có ở đâu xa xôi hết đó, để mà chúng ta đi tìm kiếm. Cực lạc ngay trong lòng và trong đời sống của chúng ta. Ngũ thiện giới là hạnh phúc, mà ngũ ác giới là đau khổ. Mà hạnh phúc hay đau khổ á, là do chúng ta chọn. Ở đây sư nói rõ nha, hạnh phúc hay đau khổ là do chúng ta chọn. Ngũ thiện giới là hạnh phúc, mà ngũ ác giới là đau khổ. Các đấng chí tôn tức là Đức Phật á, ban ơn cứu rỗi chúng ta bằng cách nào? Bằng cách chỉ cho chúng ta con đường nào thì đưa đến hạnh phúc, con đường nào thì đưa đến đau khổ. Chớ các đấng chí tôn không có cho chúng ta hạnh phúc mà cũng không thể cho chúng ta đau khổ. Hạnh phúc hay đau khổ là ở nơi chúng ta. Thưa quý vị, cái ngũ giới này đó mà chúng ta khó trì, quý vị, Đức Phật gọi là vô úy thí. Vô úy thí, thí là cho, vô là không, úy là sợ hãi. Nghĩa là chúng ta giữ gìn ngũ giới á, là chúng ta cho mọi người xung quanh sự không sợ hãi, không hận thù. Và chúng ta được chia sẻ lại cái sự không sợ hãi, không hận thù đó. Nói thì dễ lắm quý vị, nhưng mà rất khó. Thường á, đi tất cả các chùa, chúng ta tu cái gì, kiểu gì nhớ không? Hả, vô cái làm lễ dân y ca khê ná, lễ du lan, lễ trai tăng, lễ cầu an, cầu sư gì đó. Thì đầu tiên á, là dọn tâm tâm sạch. Mà dọn tâm sạch thì thọ trì quy giới. Mà khi quý vị thọ trì quy giới đó, thì cái vị tăng mà đại diện cho Đức Phật truyền quy giới cho quý vị, vị tăng đã nói cái gì? Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ quy giới. Như sư nói hồi nãy đó, giới là cốt lõi của nhân sanh lên trời người. Sanh làm người làm trời đó là do giới. Các chúng sanh được sanh lên cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Mà cái điều quan trọng nhất trên con đường tu Phật chúng ta đó là gì? Các chúng sanh
được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi vì trong ngũ giải thoát quý vị, thì nó quý vị nghe cho kỹ nha, ngũ giải thoát là gì? Giới năng sanh định, định năng sanh tuệ, tuệ năng sanh giải thoát, và giải thoát năng sanh giải thoát tri kiến. Đó là ngũ giải thoát. Mà ngũ giải thoát này là gì không? Giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Giải thoát có nghĩa là gì? Căn nhà cháy chúng ta chạy ra khỏi căn nhà gọi là giải thoát. Và khi mà chúng ta đứng ở ngoài nhìn căn nhà cháy và chúng ta không bị cháy gọi là giải thoát tri kiến. Thưa quý vị thấy không? Có câu nói nào? Các chúng sanh được giải thoát niết bàn nhờ định hay nhờ tuệ hay nhờ gì không? Đức Phật trở lại với cái điều cơn cơ nhất, căn cơ nhất, nền tảng nhất, đó là giới. Mà trong kinh quý vị, giới là thọ mạng của Phật giáo. Ngày nào giới còn thì Phật giáo còn, mà ngày nào giới hỏng giới mất thì Phật giáo mất. Cho nên mong rằng quý Phật tử chúng ta, gọi là Phật tử khi mà chúng ta ngày xưa thời Đức Phật vậy cho tới bây giờ, khi mà chúng ta bắt đầu ngưỡng theo tín ngưỡng đạo Phật, chúng ta quy ngưỡng về đạo Phật, thì cái đầu tiên á, để cái điều kiện đầu tiên để trở thành là người Phật tử, là người đáng được quý trọng đó, là đầu tiên đó là lễ quy y, tức là quy giới. Thế thì quy y quy giới đó là cái điều kiện để trở thành là người Phật tử. Nhưng mà quy giới này cũng là món quà mà Đức Phật tặng cho người hướng theo Ngài, món quà tinh thần, món quà tâm linh. Và cụ thể nhất đó là món quà thánh mà Đức Phật tặng cho chúng ta. Bởi vì nếu mà chúng ta đó mà giữ gìn được cái ngũ giới này thanh tịnh, mặt thân, mặt khẩu và mặt ý, thì chúng ta sẽ trở thành là bậc thánh của đầu vơ, trở thành là bậc thánh rồi, bước vào dòng nước đi đến niết bàn. Chúng ta chỉ luân hồi cao nhất là 7 kiếp. Kiếp thứ 7 là chúng ta đạt đạo quả A-la-hán. Mà khi chúng ta đã bắt đạo quả tu đầu vơ rồi vậy, thì đường, 4 con đường ác đạo cắt hết, không bao giờ mà vị khánh tu đầu vơ. Sanh làm súc sanh, ngạ quỷ, A-cu-la và địa ngục không có, chỉ sanh làm trời người thôi. Mà luân hồi như vậy chỉ có 7 kiếp thôi. Tới kiếp thứ 7, cái năng lực của giới sanh định, sanh tuệ, sanh giải thoát, giải thoát tri kiến. Tới kiếp thứ 7 chậm nhất á, là kiếp thứ 7 là đắc đạo quả A-la-hán. Như vậy thì rõ ràng Đức Phật tặng cho chúng ta món quà tinh thần khi mà chúng ta hướng về tín ngưỡng tâm linh về với Đức Phật. Mà quý vị hành quy giới, quý vị hành quy giới tức là tam quy và ngũ giới. Quý hành quy giới á, là quý vị gọi là gì biết không? Bởi vì quý vị đọc bài Supakitano Akhapurisaputkala, tăng có cám hạng, tăng đã đắc đạo quả, tăng đã đắc đạo tu đầu vườn, tăng đã đắc quả tu đầu vườn. Như vậy thì quý vị đang là cái gì? Quý vị giữ gìn quy giới, tức là tam quy và ngũ giới đó. Quý vị đang giữ gìn là quý vị bước đi trên con đường tu đầu vườn đạo. Đạo là con đường mà quý vị đang thực hành là tu đầu vườn đạo. Đến khi quý vị đạt được, viên dung được cái giới này, tam quy và ngũ giới này, thân khẩu ý, thì quý vị sẽ đạt được tu đầu vườn quả là chánh thức. Cũng như người đi học sinh viên, học lớp 7, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 1, lớp 2, thì là đang học trung học. Mà khi mà hết lớp 12 là đậu rồi, thì gọi là tốt nghiệp trung học, đang đi trên con đường đó gọi là học sinh trung học. Mà khi đạt được rồi thì gọi là tốt nghiệp trung học. Nói như vậy thì quý vị đang bước trên con đường tu đầu vườn đạo, đừng đánh mất cái con đường của mình. Nhưng mà sư cũng nói việc thử khắc dữ lắm. Phật cao một thước thì ma cao một trọng, một trượt. Đem cái ngũ giới này vào áp dụng mình cuộc đời khó lắm quý vị, không vậy. Nó khó nhất á, thân có thể không làm, nhưng mà sơ sức cái miệng cũng có thể nói, ác khẩu mà. Nhưng mà thân có thể không làm, mà khẩu có thể không nói, nhưng mà chưa chắc cái tư tưởng đã hướng thượng. Sư thường hay nói đùa hoài, một cái câu nói đùa của sư rất là bình dị, nhưng nếu quý vị Phật tử suy gẫm thì đó là một bài học trên con đường tu tập.
Như sư thường hay nói, ở hàng xóm á, mình ở trong cái xóm với nhau, có hàng xóm có nhà đó, có thằng cha đó là con mẹ gì, mẹ nào đó không biết nữa, mình ghét lắm, không chơi. Nhưng mà mình là Phật tử, mình không có tâm ác, mình không có hại ai hết á. Nhưng mà nghe tin nó bị xe đụng chết hay là nghe tin nó bị bệnh chết, đáng đời chết cho rồi. Sư nói một cái câu nói rất là bình dị, bình thường, nhưng mà thể hiện cái tâm tư của mình, thể hiện cái tâm tư của mình, quý vị thấy không? Đáng đời chết cho rồi. Vui thích trong cái sự chết của người ta là mình sát rồi, quý vị thấy không? Bởi vì thân có thể không làm, khẩu có thể không nói, nhưng mà tư tưởng. Cho nên quý vị phải kiểm soát cái tư tưởng của quý vị trong quy giới, nhất là trong hữu giới. Bây giờ người Phật tử chúng ta đó, quy y Phật pháp tăng, mà nền tảng Phật tăng là gì? Là nhân quả. Nhưng mà Phật tử nên tông, mà khi có người trong nhà có người thân chết đó, thì tẩn niệm phải coi ngày, coi giờ, giờ hên, giờ tốt, cho mấy giờ xấu, rồi coi củi, rồi kỵ nhau. Giờ mà nhập quan là cái ngày kỵ củi không được nhìn, giờ mà đem vô đài quả táng hoặc đưa xuống việc không được ở gần đó. Nó kỵ nhau hồi còn sống, sao nó không kỵ, tới giờ chết mà kỵ. Cái thằng cha thì này, cha thầy bói nào mà ác nhân ác đức, dạy cho người ta bất nhân bất nghĩa. Cái sao hồi sống nó không kỵ đi, ở với nhau mấy chục năm rồi giờ tự nhiên kỵ à? Thưa quý vị, tất cả là chúng ta tin vào tha lực thần người, mà chúng ta không tin vào lý nhân quả. Thầy bói nói đúng, thầy bói nói đúng là bùa ngải, bùa ngải thế này thế nọ. Quý vị à, sư đã thường nói cho quý vị nghe hoài, mà những cái câu nói của sư nó nghe bình dị quá, nghe nó chán chê quá, sư nói hoài cũng có như đó. Nhưng mà khởi như sư nói vậy đó, là sư nhắc đi nhắc lại, nhắc đi nhắc lại, để cho có lúc nào quý vị gia chậm với cuộc sống bên ngoài, quý vị sực nhớ lại cái lời của sư. 24 tiếng đồng hồ, cắt ra 8 tiếng ngủ, chưa nói nó mộng nghĩ à, ác mộng á, hay mơ mộng không nói nha. 16 tiếng còn lại làm việc sống sinh hoạt, trong 16 tiếng đó bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút, bao nhiêu giây tư tưởng thiệt, sư nói cái tư tưởng thôi nha, sư chưa nói các khăn khẩu. Bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút, bao nhiêu giây là tư tưởng thiệt, bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút, bao nhiêu giây là tư tưởng xấu. Có xấu, có thiện, có trộn lẫn nhau. Mà bà có xấu, có thiện trộn lẫn nhau, thì nhân quả phải có nhân thiện, nhân ác trổ quả chứ. Hả, cái thiện nó trổ thì ta may mắn, mà cái ác nó trổ thì ta xui xẻo. Đời quả phúc khôn lường là ở chỗ đó đó. Ông bà mình nói câu rất là bình thường, giản dị, có đức không sức mà ăn. Nhưng mà không bao giờ chúng ta suy nghĩ, không bao giờ chúng ta để nghe vậy thôi, nhưng mà chúng ta không nghiệm. Thưa quý vị, khi mà phước nó tới rồi quý vị, thì nó khiến cho quý vị, nó khiến quý vị gặp may mắn đủ thứ. Mà khi mà quả nó tới rồi á, thì thưa quý vị, ở đâu nó cũng tới á. Bởi vì trong pháp cú nó dù chui vô rừng, lên núi cao, vô cái hang động, không ai chạy khỏi được cái nghiệp khi nó tới hồi trả quả. Cho nên cái câu mà nói là phước bất trùng lai, quả vô đơn chi. Phước mà làm á, để mà hưởng á, làm ít lắm. Mà ác mà xấu á, mà bản năng á, thì nhiều lắm. Cho nên nó phước bất trùng lai mà quả vô đơn chi. Mà nó có gì bằng cư náo thị thì vô danh vấn. Dù á, ở trong cái thành phố Hồ Chí Minh hay ở thành phố Hà Nội, nơi phồn hoa đô thị mà nghèo mặt để không ai ngó tới. Mà phú tại sơn lâm mà hủ khách tầm, giàu có mà chui vô rừng ta cũng tìm nữa. Cái phước mà. Cho nên cái những cái câu nói nó rất là bình dân, rất là đơn giản, rất là giản dị, nhưng mà áp dụng vào trong đạo để cho chúng ta tự mình nghiệm lấy mình. Quý vị ơi, thường chúng ta đi biết người không, mà ít khi nào chúng ta biết mình. Chúng ta có thể biết người có chính lần á, nhưng mà chúng ta biết mình có một hả? Cho nên sư khuyên Phật tử là chúng ta trước mắt chúng ta hãy biết mình.
mà muốn biết mình bằng cách nào? Nhìn người để soi rọi mình, gọi là biết mình biết người, thì cuộc sống chúng ta sẽ hài hòa. Mà giới là nền tảng giúp chúng ta hài hòa cuộc sống. Đừng có bây giờ thấy ô mấy đại gia giàu có này kia sung sướng quá, mình nghèo quá, tại nó này kia nó buôn lậu nó gì kia là khó mà chạy theo. Đến khi mà nó ở tù á, đến khi mà nó ở tù rồi thì bây giờ mình mới thấy cuộc sống của mình tuy nghèo mà tự do, ung dung tự tại. Còn nó giàu á mà nó làm bậy, rồi bây giờ nó chui vô tù nó ở, vậy ai sướng hơn ta? Chúng ta chỉ thấy cái trước mắt mà chúng ta lợi bất cập hại, chúng ta không thấy cái hại về sau. Mà phần đông là như vậy. Mà cả sao là gì? Vì bản năng tham sân si nó chiếm hữu cả tâm hồn lẫn thể xác chúng ta. Bây giờ chúng ta bắt đầu giữa ma và Phật trận chiến này, chúng ta phải từ từ đẩy lùi ma đi, nó chưa diệt nữa đâu, đẩy lùi từ từ đi để mà ánh sáng của Phật rọi sáng trong đầu chúng ta, để cho chúng ta có cuộc sống càng ngày càng hướng thượng hơn. Thờ pháp sư xin phép được dừng ở đây, và trước khi viết thờ pháp cho pháp sư xin hồi hướng quả phước pháp khí này đến tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên nữ hộ trì chùa Pháp Quang. Xin các ngài quan hỷ thọ lãnh phần phước pháp khí này. Sau khi thọ lãnh rồi, xin các ngài hộ trì cho Phật pháp được trường tồn hương thầm, và cầu xin các ngài hộ trì cho toàn thể chư quý Phật tử hiện diện nơi đây cùng quý quyến được tăng phúc tăng thọ, tai qua nạn khỏi, vạn sự cát tường, Bồ Đề tâm tăng trưởng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư.